có phải tỉnh từ trong giấc mộng không? Cũng rất mơ hồ, thậm chí nằm mộng rồi mà quên, không nhớ gì cả. Chỉ vị hãy suy nghĩ xem, khoảng 10 tiếng sau khi mơ mộng, chúng ta đều quên hết những gì xảy ra trong mộng, huống chi những sự việc trong đời quá khứ. Lại nói không tin có đời trước, tất cả việc đời quá khứ chúng ta đều quên cả. Chỉ sau 10 giờ là chúng ta hoàn toàn quên hết những gì xảy ra trong mộng, nói chỉ tất cả sự việc trong đời quá khứ. Một người đang lúc mộng mị, giả như có người bảo đạo hữu nay phát tài, làm quan lớn, có nhiều vợ con, nhiều tài sản, nhưng chúng đều không thật, chỉ là mộng thôi. Nhưng người đang mộng mị đó không tin tưởng, cho rằng lời kia là thật. À, cái gì? Hiện tại tôi đang phát tài, làm quan lớn, vợ con nhiều, tài sản to tát, sao lại nói là mộng? Họ không tin tưởng chính họ đang mơ mộng. Đợi khi thức giấc, không ai bảo cho mà chính tự họ biết rằng họ vừa trải qua cơn mộng mị, thấy mình phát tài, làm quan lớn, vợ con nhiều, tài sản giàu có. Chúng vốn không thật, không nói cũng tự biết vì đã tỉnh giấc mộng. Chư vị phải biết rằng chúng ta hiện đang mơ mộng. Tôi bảo chư vị đang nằm mộng. Nếu không tin, đợi khi tu đạo đắc quả thì mới biết rõ. À, xưa kia bất cứ những việc gì mà tôi làm đều là ảo mộng hết, vì mình vốn chưa tự làm chủ chính mình. Bây giờ mới biết là những việc xưa kia mình làm xác thật, chỉ nằm mơ thôi. Huyễn sao gọi là huyễn? Huyễn tức là xuất phát từ huyễn hóa. Nhà ảo thuật từ không mà tự hóa thành có, tự có mà hóa thành không, biến hóa khôn lường, khiến trẻ con cho pháp huyễn thuật là thật, mà người lớn khi nhìn xem thì biết đó là không vọng, giả tạo chế ra, đó là huyễn. Phào tức là bọt nước, không lâu bền, không thường hằng. Ảnh tức là bóng ảnh. Bóng ảnh là thật hay giả? Chư vị nói nó giả, nhưng nó thật có tồn tại. Chư vị nhìn thấy, nói nó là thật, nhưng lại không thể nắm bắt lấy. Vậy chư vị nói nó là thật hay giả? Những bóng ảnh này phát sanh từ đâu? Nghiêng về phía dương thì không có bóng, ngã về phía âm thì có bóng. Chư vị đi nơi đâu thì nó đi theo đến đó. Bóng ví như ma, nó luôn đi theo chư vị mãi. Thế nên người nhút nhát sợ ma, thấy bóng ma liền sợ hãi, chạy lánh xa. Nhưng mà đó chính là bóng dáng của người thật. Nhưng bóng ảnh này khi sống thì hiện bóng, khi chết không còn thân thể thì bóng biến thành ma. Nếu không có bóng thì biến thành thần, nhưng thần và ma không hai mà là một. Nếu khí dương sung túc thì lúc đi không có bóng ngã theo. Khí âm nếu đầy đủ thì khi đi liền có bóng chạy theo. Thế nên chúng ta thường nghiêng về bên có khí lực mạnh. Nếu chư vị tạo công đức nhiều thì được sanh lên trời, nếu chư vị tạo tội ác nhiều thì phải bị đọa xuống địa ngục. Vì vậy bảo rằng bọt nước, bóng ảnh, huyễn mộng như thế. Thận vật ngoại cầu chỉ trung đạo, chớ tìm cầu ngoài chỉ trung đạo. Chư vị chẳng nên hướng ngoại tìm cầu, tự trong thân tâm đã đầy đủ. Phóng hạ nhiễm duyên tức lai như, xả bỏ duyên nhiễm tức lai như. Sao gọi là duyên nhiễm? Nhiễm tức là nhiễm ô, duyên tức là nhân duyên. Chư vị phải nên phóng xả. Sao gọi là duyên nhiễm? Duyên tức là tâm tham sân si giết hại. Uống rượu, dùng nha phiến. Chư vị phải xa rời duyên nhiễm thì đồng vào nhà Như Lai. Lai như tức là từ nay cho đến ngày thành Phật không xa. Khi thành Phật thì gọi là Như Lai. Chúng ta chưa thành Phật nên gọi là Lai như. Lai thì năng như, không lai thì không như. Lai đến nơi nào? Lai đến nơi thành Phật. Những duyên nhiễm này phải nên xả bỏ hết thì mới là lai như. Như nghĩa là mọi việc đều hợp lý, không có việc gì chướng ngại. Nếu mọi việc còn chướng ngại thì không gọi là lai như. Không này chính là chân không, sắc cũng là diệu hữu, diệu hữu phi hữu cũng là chân không. Chân không này xuất sanh từ đâu? Xuất sanh từ nhất như, cũng từ sắc pháp phát khởi ra. Nơi nào cũng có sắc pháp, từ hư không cũng hiện ra sắc pháp. Nên nói sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Cũng là thuyết chân không mà chẳng phải không, diệu hữu mà chẳng phải hữu. Tại nơi chẳng không chẳng có, chư vị nên hiểu kỹ. Đấy là chân chánh hiểu rõ Phật pháp. Giống như bên trên bản về mộng, chư vị mộng đến mộng lui mà không biết, mộng rồi tỉnh, tỉnh rồi mộng cũng thế.
Vì vậy, chúng ta sinh ra như thế nào, chết đi ra sao vẫn không biết. Trong cái không biết mà hiểu rõ, đó là giác ngộ. Do đó bảo rằng sắc tức là cội nguồn của chân không. Hiểu rõ chân lý không tức là sắc, thì dòng vọng tưởng khô cạn, vọng tưởng đoạn hết không còn nữa. Vì thế chúng ta phải hiểu rõ đạo lý không và sắc, và cũng phải lãnh hội đạo lý phi không phi sắc. Ngài Lục Tổ nói, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Không nghĩ thiện là không phải không, không nghĩ ác cũng là không phải sắc. Nơi chẳng phải sắc, chẳng phải không đó, chư vị hãy nghiên cứu kỹ. Đó chính là giác ngộ được cảnh giới vừa là không mà vừa là sắc. Do đó chư vị phải hiểu rõ, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc.